nghiêm trọng hiển thị hình ảnh nhà người khác dạng sáng ngày mùng 2 tháng 1, thành viên diễn đàn Reddit tên Diov chia sẻ rằng hình ảnh truyền từ camera an ninh của Xiaomi đến màn hình Google Nest Hub là của nhà khác chứ không phải của anh. Sản phẩm được nhắc đến là Xiaomi MiZia 1080p Smart e Security Camera được anh liên kết với tài khoản Google bằng ứng dụng Mi Home để sử dụng với màn hình thông minh Nest Hub. Nói với The Verge, thành viên này cho biết sống tại Hà Lan, có nhiều bức ảnh đen trắng truyền về, một ảnh chụp hiên nhà. Một ảnh chụp người đàn ông ngủ trên ghế và một ảnh chụp em bé ngủ trong nôi, Google đã liên hệ người này để xác nhận vụ việc, trong khi Xiaomi chưa có động thái gì, sau sự việc, Google đã ngắt kết nối toàn bộ thiết bị nhà thông minh của Xiaomi khỏi Google Home và trợ lý ảo Google Assistant.